Chào các bạn, đây là một cây sung mình trồng từ hạt cũng khá nhiều năm rồi. Mình tạo một cây dáng khá kỳ, tuy nhiên trông nó như là tán tầng cổ ngày xưa vậy. Thì mình đã nuôi cái thân để to mới cắt giật. Thì đến giờ nó quá to rồi các bạn ạ, đủ cắt giật rồi. Bây giờ mình ra mình cắt, đường kính nó gần 20 rồi, 20 các bạn ạ. Để mà nuôi được cái tán này mà mình vẫn để được nuôi cái thân làm cành mồi, thân ngọn mồi, thì mình phải cắt cụt hết ở dưới, chỉ để nuôi ở trên thôi. Tuy nhiên cái hệ thống tán của nó to lớn quá, cho nên nó ốm, nó làm tất cả những cây ở bên dưới này đều bị bỏ cành bỏ ngọn. Cho hôm nay mình quyết định mình cắt ngọn đi, tức là bắt đầu mình cắt làm lại. Bây giờ mình bắt đầu mình cắt. Để cắt những cây này mà nó đỡ đổ dập với những cây khác thì đầu tiên mình phải cắt cái ngọn trên cùng trước đã. Mình đã cắt ngọn và lọc bớt mầm đi. Để các bạn quan sát cái gốc của cây này. Chủ yếu mình thực hiện kỹ thuật cắt giật nhé. Đấy. Bây giờ mình cắt ngọn trên cho cây nó nhẹ bớt. Để mình cắt dễ, không cây này to lắm. Đường kính của nó bây giờ, đường kính cái cây ở chỗ mình định cắt ấy, chỗ này bây giờ nó khoảng 20. Thì bây giờ mình cắt bỏ này đi nhá. Cắt cao một chút để cho cây nó mục dần xuống, nó vừa phải. Thì mình đã tạo một tầng đầu tiên. Đây, một tầng đầu tiên đã xong. Thì bây giờ mình nuôi tiếp tầng trên này, tầng thứ hai. Bây giờ mình cắt ngọn. Này, cắt ngọn. Cắt đây đây nhá. Để ngày sau nó mục xuống nó còn có cành. Thế ơi, giữ cho anh cái ngọn này. Cắt đây đây, dạ. Cắt cái đổ ra ngoài đi nhá. Đứng 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 đứng. Nè. Đứng đây. Bỏ bỏ sang bên kia tí. Bỏ sang bên kia tí. Nghe nó xem. Nghe sang bên kia tí em, anh dậy chắc đây. Không đây em gì. Nặng không? Nó đổ rồi mà. Mình mới bắt phụ. Ây ây ây, nặng. Nào đổ sang bên kia. Ôi đổ rồi, đổ rồi. Từ từ đánh bác, giữ giữ im. Giữ 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 nhá. Được rồi. Em cầm nhé. Ừ. Ui. Trời ơi. Nồi nồi. 4-5 năm trời. Đã xong các bạn ạ. Mình nuôi 4-5 năm trời. Bây giờ mình cắt. Các bạn quan sát. Đấy. Bây giờ mình sẽ mời các bạn quan sát cận cảnh. Theo các bạn cây thông cây sung này nên làm như thế nào nhá. Đây. Cây này nó vốn ngày xưa như sau, nó là một cây sung con. Mình trồng vào cái bao. Sau mấy năm cái rễ nó đẩy cái bao vỡ. Thế là mình thấy như này. Thì đây vốn ở xưa nó có một cái thân dựa ngọn ở dưới giữa. Nhưng nó lại bị hỏng mất, thế là mình bó bốn cây. Bốn góc. Thì ngày trước nó đây là cái cành của nó. Nó một thân ở giữa và bốn cành bốn bên. Thì bốn cành bốn bên, cái thân giữa nó chết mất do mình tác động kỹ thuật nó chết. Sau đó mình lại lấy bốn cành của bốn cái cành bên mình bó lại thành cái thân chính. Thế bây giờ mình sẽ tạo một cây sung 8 tầng các bạn nhé. Thì các tầng cân đối có thể tạo nó 3 tầng thôi, bởi các bạn quan sát từ xa. Cây rất là u cục côn bệ, cành cắt giật cực kỳ là côn. Đấy. Và kế hoạch của mình là đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai mình sẽ để từ đây. Còn tầng thứ ba nó chỉ cao bằng cái ngọn bây giờ mình đang cắt thôi. Nhưng nó cao một chút. Còn tại sao mình cắt cao thì cái sung nó có thể nó bị thối, bị tụt xuống. Thì đó lại mình cứ dự trù. Thì dạo trước để cho
ở dưới này mọc cành mình đã phải buộc cái này vào. Nó mọc cành, nó mọc được hai cành rồi, một cành bên này, một cành bên kia, thì bây giờ mình để hai cành này đã. Còn sau nó mọc thêm được độ 3-4 cành nữa, cân đối các hướng thì tính sau, hoặc là mình cắt đi sẽ nó sẽ đẩy cành mọc ra. Đây có hai cành rồi, đây một cành bên này, một cành bên kia, thêm lên một cành nữa, hoặc một cành nào bất chợt chỗ nào, bất cứ chỗ nào cũng được. Đấy, thì các bạn quan sát mình cắt rụt mức độ như này, đây cồn này rất là cồn, 20 phân cây này rụt rịt. Đấy, thì bây giờ cây nó đang phát triển rất tốt mà mình chặt đi cái này mà tự dưng mới nó trời mưa là không phù hợp chỗ nào đâu, mình chặt không trời nắng cơ. Như bây giờ mình mới rảnh thì cái này nhất là cây xanh các bạn đào rễ được càng tốt, nhưng mà đấy, cào đào bứt đứt bứt rễ thì dễ các bạn nhá, để cho nó hạn chế quá trình đẩy nước, tiện thể mình cô rễ luôn. Nhưng vấn đề cô rễ là mình tính sau nhá. Đấy, chia sẻ của các bạn. Theo các bạn cây này nên làm nào, mình quan sát đứng từ xa đây để các bạn săn sát tàn cây. Thôi thì nó không đẹp, nhưng mà mình nuôi từ đầu, từ bé thích thì làm nữa các bạn ạ. Đấy đó là gọi là niềm đam mê. Hay là ngày sau mình có những bộ sưu tầm nó không giống ai, nó không phải kỳ hoặc kỳ lạ quái dị, mà nó mang tính riêng biệt. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Chúc các bạn chơi cây luôn làm được những cây thành những tác phẩm đẹp, tâm đầu ý hợp, vui vẻ để mình thỏa mãn niềm đam mê.